tánh thái dương tỏa nghìn phương, đạo lý bừng soi mọi nẻo đường. Phật cho con cả trời tươi sáng, tuyệt đối dân người nỗi kính thương. Vậy là một mùa thành đạo nữa lại về trên mọi miền đất nước. Không khí hân hoan của những ngày cuối năm chào đón năm mới dương lịch như thổi vào tâm hồn của mỗi người con Phật nhiều cảm xúc khó tả. Chúng con cũng được biết rằng chỉ ít ngày nữa thôi, ở tổ đình chùa Phật Quang sẽ diễn ra đại lễ thành đạo. Ra chùa, ra sư phụ, chúng con luôn hướng trái tim mình về tổ đình xa xôi. Chúng con vừa đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất thì trời ơi, nhìn từ xa đã thấy những cái vẫy tay rất là những cái vẫy tay và những nụ cười rất là hạnh phúc của huynh đệ Hồ Chí Minh. Lúc đó thực sự là chúng con vô cùng xúc động. Lúc đó chỉ cần mình, con không diễn tả được, nhưng mà lúc đó thực sự là chúng con đã rưng rưng nước mắt bởi vì chúng con vô cùng xúc động khi mà chúng con từ Hà Nội xa xôi vào đây, vào miền đất mới, đã gặp ngay những người huynh đệ của mình, những người tri kỷ vậy. Và cho đến tận cái thời gian mà chúng con lên xe, từ lúc đến cho đến lúc chúng con ngồi giao lưu và cho đến lúc chúng con đi, đều được huynh đệ Hồ Chí Minh đón chào một cách rất là nhiệt tình. Và thực sự tình cảm ấy chúng con không thể nói được bằng lời, chúng con chỉ muốn gửi lời cảm ơn huynh đệ Hồ Chí Minh rất nhiều. Thế là sau 2 giờ đồng hồ, chúng con đã trở về Thiền Tôn Phật Quang trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Núi Dinh đón chúng con bằng cơn gió nhẹ nhẹ của những ngày cuối năm. Và giờ đây, chúng con chỉ muốn chạy thật nhanh về chùa để được gặp sư phụ, quý thầy cô và các huynh đệ thân yêu. Chùa là nơi trở về, là nơi chúng con bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Đức Phật, sư phụ và quý thầy cô, là nơi chúng con được phụng sự cho quý Phật tử từ khắp nơi trong cả nước. Để quý Phật tử vui vẻ, an tâm, các ban đã hoạt động hết sức mình như ban môi trường lo về vấn đề khu vệ sinh sạch sẽ, thông mát, nhặt rác ở khắp các nơi quanh chùa. Ban hành đường 1, hành đường 2 lo việc ăn uống cho Phật tử. Và niềm hạnh phúc nhất của chúng con là khi nghe quý Phật tử khen đồ ăn ở chùa ngon lắm. Ban hướng dẫn làm nhiệm vụ đón tiếp niềm nở và nhiệt tình. Ai ai đến chùa, dù ở đâu, trong độ tuổi nào cũng cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau từ tất cả mọi người. Mỗi ban, mỗi nhiệm vụ, dù công việc lớn hay nhỏ, cũng đóng góp vào sự thành công của buổi lễ để tất cả mọi người cùng tăng trưởng đạo tâm và đi theo con đường chánh pháp của Đức Phật và Sư Phụ mãi mãi. Kính thưa huynh đệ, hiện tại con đang có mặt tại sân cỏ tranh điện của Thiên Tôn Phật Quang và hòa chung với không khí linh thiêng của ngày lễ Phật thành đạo, thì các cô chú tổng đạo tràng và những thanh niên ba miền đã tụ hội về mái xà lan Thiên Tôn Phật Quang. Và đây không chỉ là một thời điểm để chúng ta có thể điểm lại những thực sự trong năm vừa qua, mà đó còn là một cơ hội để chúng con, những người con Phật tử, có thể giải bày, có thể chia sẻ những tình cảm của mình đối với huynh đệ của mình sau một năm không gặp mặt. Amen.
đạo đã rực chiếu mãi từ mấy nghìn năm nay, trải qua nhiều thế hệ, nối tiếp qua nhiều trái tim, để hôm nay chúng con được ngồi lặng lẽ với nhau, ôn lại ngày xưa dưới cội cây Bồ Đề, Phật đắc thành chánh giác. Giây phút đó, trời đất tưng bừng, chư tiên tấu nhạc, hoa trời rơi rơi, góc rừng tràn ngập hào quang đẹp đẽ. Xin cho chúng con được sống lại giây phút thiêng liêng đó, xin cho chúng con được ngồi quanh cội Bồ Đề, chứng kiến Phật tỏa chiếu hào quang thành đạo và khắp vũ trụ reo mừng. Xin cho chúng con được đem hết lòng thành kính, cúng dường Phật thành đạo, cúng dường cội cây Bồ Đề, cúng dường giọt sương rơi, cúng dường vầng sao mai, cúng dường buổi khuya mùa đông lạnh giá. Bởi vì sự sống của chúng con hôm nay chính là từ những điều kỳ diệu ấy tạo nên. Trong giờ phút chia tay gần kề, huynh đệ chúng con sắp rời xa mái già lam thân thương để trở lại với công việc, cuộc sống hàng ngày trong niềm quyến luyến ngậm ngùi. Chúng con xin gửi lời cảm ơn đến huynh đệ ba miền bằng những món quà kỷ niệm nho nhỏ, và hơn hết chính là tình cảm ấm áp của mỗi miền dành cho nhau. Ba ngày quá ngắn ngủi để chúng con phụng sự hết mình và trao đi những yêu thương đến từng huynh đệ. Chúng con muốn được ôm thật lâu, thật chặt để tình huynh đệ chúng con sẽ mãi mãi gắn kết về sau. Bởi lẽ chúng con có một người cha để tìm về, có một ngôi nhà để tựa nơi.